Chào tất cả các bạn. Một số bạn cũng chưa khám phá hết những cái tính năng có sẵn trên Facebook và cũng như Messenger. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn 5 cái mẹo để các bạn tối ưu hóa và khám phá những cái tính năng có sẵn trên Facebook cũng như Messenger. Rồi ok. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến là cái đổi tên. Trên Facebook thì chúng ta sẽ vào Facebook để ta đổi tên Facebook. Tiếp theo chúng ta click vào ba cái dấu vạch ở góc phải màn hình để chúng ta vào và chúng ta di chuyển đến cái phần cài đặt và quyền riêng tư. Thì ở đây chúng ta ấn vào cài đặt và chúng ta ấn vào thông tin cá nhân. Như vậy, thì ở đây chúng ta có thể là đổi tên của chúng ta đây. Ta ấn lưu và thay đổi nên ta muốn thay đổi, còn mình chỉ giữ nguyên tên này. Rồi ok, đó là cái tính năng nhất. Và cái tính năng thứ hai mà mình muốn giới thiệu tiếp đến các bạn đó là tắt mở ở trên trạng thái thông báo, tức là khi chúng ta đang hoạt động, đang online mà không muốn bất kỳ ai biết chúng ta đang online, chúng ta cùng vào Facebook và chúng ta cùng chọn cái thanh trên góc phải màn hình và chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta chọn đến cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn đến phần cài đặt và các bạn kéo xuống cho mình. Các bạn kéo xuống đến phần là trạng thái hoạt động thì các bạn ấn vào đây. Như thế này là nó sẽ hiện cái trạng thái hoạt động trên Facebook và cũng như trên Messenger. Thì để tắt trạng thái hoạt động này, ta tắt đi. Tắt. Tức là chúng ta đang hoạt động trên Facebook thì không ai sẽ nhận ra khi ta đang online, trừ khi chúng ta comment những cái bình luận ở dưới hình ảnh hoặc là cái video mà chúng ta đăng lên. Rồi. Ba là cái tính năng chặn bạn bè. Chúng ta có thể chặn hoặc là bỏ chặn. Thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. Vào cài đặt và quyền riêng tư. Và chúng ta cùng chọn phần cài đặt. Và chúng ta kéo xuống. Và các bạn nhìn thấy ở trên màn hình là có cái dòng chữ là chặn. Thì chúng ta ấn vào đây để xem cái danh sách đang chặn. Đây các bạn, đây là những danh sách mà mình đã chặn. Thì để chúng ta bỏ chặn thì đã tích vào cái phần bỏ chặn như các bạn đã thấy ở trên hình là xong. Rồi đó là cái tính năng thứ ba mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Và cái tính năng thứ tư là cái tính năng cũng rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Tại vì
ứng dụng Facebook là một cái ứng dụng hạ tốn rất nhiều là dữ liệu. Chúng ta phải tiết kiệm dữ liệu bằng cách là ta sẽ vào phần cài đặt. Anh thì các bạn đã bật cái tính năng này để chúng ta tiết kiệm dữ liệu, còn mình đã bật rồi. Khi chúng ta vào Facebook, một số bạn thì không biết, nó cứ hiện tất cả đều là tiếng Anh. Như các bạn thấy đây, like, comment, share thì nó đều hiện bằng tiếng Anh. Thì một số bạn không biết làm thế nào thì chúng ta cũng tích vào cái ba dấu gạch ở trên góc phải màn hình, sau đó chúng ta kéo xuống. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn vào phần setting. Đây, ta ấn vào phần quả hình quả cầu này, chúng ta chuyển sang tiếng Việt. Đây các bạn thấy, hiện tại thì nó đang xuất hiện tiếng Anh, bây giờ ta chuyển sang tiếng Việt. Thì Facebook nó sẽ thiết lập lại cho chúng ta. Sau khi nó thiết lập thì nó, các bạn thấy này, bên dưới này nó sẽ, đây, nó sẽ không hiện là tiếng Anh nữa, nó đã được cài tiếng Việt như ta mong đợi. Rồi ok, trên đây là những chia sẻ nhỏ nhỏ, hy vọng clip này sẽ mang ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình chia sẻ hay hữu ích thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ mình có thêm động lực sản xuất những video hay hơn nữa. Cuối cùng chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.